Đây, xin chào các bạn nhé. Thì cũng từ rất lâu rồi thì mình không có thời gian để đăng clip gửi đến các bạn. Thì cũng được rất nhiều người quan tâm và hỏi mình và mong mình ra những clip để gửi đến các bạn. Thì hôm nay thì mình có thời gian thì mình cũng lên mạng và nói chuyện với các bạn một chút. Thì đây đây là lý do là tại sao và khoảng thời gian vừa qua là mình không ra những clip để gửi đến các bạn đây. Đấy, đó cũng là do em bé này và cũng như là công việc của mình ấy. Dạo gần đây mình rất là bận, mình phải đi làm rất là nhiều, thời gian là không gần như không có. Vào ngày thứ bảy mình cũng đi làm với các bạn đấy, và về thì quanh quẩn với em bé này đấy. Thế nên là không có thời gian nhiều để ra clip của các bạn. Thì có rất nhiều người hỏi, thì hôm nay mình cũng xin trả lời một số câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình. Không biết là mình sang Hàn Quốc vào năm nào và mình sang Hàn Quốc được bao lâu rồi. Không hiểu tại sao là anh sang Hàn Quốc được bao nhiêu năm mà anh vẫn còn là hợp pháp hay là anh đã bất hợp pháp. Thì hôm nay mình xin trả lời các bạn. Thì mình sang Hàn Quốc là vào năm 2008. Thì đến nay cũng là được 16 năm các bạn. Thì con trai lớn mình 16 tuổi thì có nghĩa là cái khoảng thời gian đó là mình sang Hàn Quốc này. Đấy, và sau đó thì mình cũng sinh ra thằng 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 cu thứ hai ở đây. Đây là thằng cu thứ hai, còn đây là em bé này, là bé gái mới sinh được hơn 20 ngày các bạn nhé. Được hơn 2 tháng các bạn, hơn 2 tháng. Em muốn đi tại vì vì em mà mình rất là bận bị mình không có thời gian để mình ra clip gửi các bạn đây. Nhiều người có hỏi mình bảo là anh sang lâu như vậy thì anh hiện tại là anh là bất hợp pháp hay là anh là hợp pháp. Đấy, thì các bạn nhìn ra đây này, đây là vợ mình này, đứa con thứ hai mình đây, đây con ra đây, con ra đây, đây là đứa con thứ hai mình nha, và thằng anh lớn ở bên phòng, còn đây là đứa con út mình đây, cháu út là mới được hơn 2 tháng đây. Đấy, thì cũng vì lý do mà sinh ra em bé này là mình cũng ít thời gian để quay clip với các bạn. Thì hiện tại mình vẫn là hợp pháp các bạn nhé, không phải là bất hợp pháp như nhiều người nghĩ rằng là mình sang đây là lâu như vậy là mình đã ra ngoài bất hợp pháp rồi, là không phải các bạn. Nên mình sang đây và mình lấy vợ mình là quốc tịch Hàn, thế cho nên là con trai mình cũng là quốc tịch Hàn này, là cháu lớn cũng là quốc tịch Hàn, cháu út này cũng quốc tịch Hàn luôn. À, thì tất cả gia đình nhà mình đều là người có quốc tịch Hàn, bởi vậy là mình thì cũng phải là người đi ăn theo. Mình chuyển visa là định cư lâu dài về quốc này các bạn. Thế cho nên là nhiều người cứ thắc mắc không hiểu tại sao là mình ở bên Hàn Quốc này lâu như vậy mà vẫn hợp pháp, là vì thế nhá. Thì hiện tại giờ công việc của mình làm rất là nhiều, làm vất vả lắm, làm cả thứ bảy và làm thêm rất là nhiều, thế cho nên là mình không thời gian để ra clip của các bạn, là vì thế. Đây, có một lúc em bé ngủ luôn này. Đấy, và vợ mình thì hiện tại là vợ mình đang làm ở một trung tâm dạy lái xe ở thành phố Chơ Đan. Thì anh em nào mà ở thành phố Chơ Đan là có nhu cầu mà học bằng lái xe thì hãy gọi liên hệ với mình này, để mình có thể mình tư vấn cho các bạn, để các bạn nhanh có cái bằng lái xe. Việt ơi, Việt ơi, ra bố nhỏ nào, con ra con ngồi đây, con ra ngồi đây, con ngồi đây, con ngồi con nhìn đây này. Đây là con trai lớn mình nhé. Thì mình sang năm 2008 thì cháu là cũng sinh năm 2008. Thế là khi khi mình sang bên Hàn Quốc này, có nghĩa là thời gian mình sang bên Hàn Quốc này để bằng tuổi của con trai lớn mình đây. Con trai lớn mình năm nay 16 tuổi, thì mình sang Hàn Quốc được 16 năm rồi. Thì cháu hiện tại giờ là cháu đang gọi là nộp hồ sơ để xin quốc tịch. Thì hiện tại là hồ sơ mọi thứ người ta đã nhận rồi. Còn lại thì không biết là đến bao giờ mới ra quốc tịch cho cháu, thì mình cũng chưa nắm rõ. Đấy, hy vọng là cháu sẽ sớm có quốc tịch và sẽ được ở bên Hàn Quốc này làm việc. Đó. Thì đây là đại gia đình nhà mình. Hiện tại giờ
có 5 người đấy. Đấy, vì cũng chính vì lý do đó là mình sống ở bên Hàn Quốc này vẫn hợp pháp các bạn. Cho nên là nhiều bạn cứ bảo là không biết là mình là sang bên Hàn Quốc này là hợp pháp hay bất hợp pháp. Thì đây là lý do mà mình vẫn còn hợp pháp đến 16 năm các bạn. Đấy. Thế cũng... không có là bố bất hợp pháp không? Thì không có thì bố về Việt Nam đâu rồi. Bố ở đây làm gì đâu mà bất hợp pháp đâu, bố không có muốn bất hợp pháp đâu. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn nói chuyện với các bạn cho ở trong clip này. Bởi vì có rất nhiều bạn cứ hỏi mình là nguyên nhân tại sao mà mình ở bên Hàn Quốc này lâu như vậy. Thì đó, đây là lý do các bạn. Có rất nhiều câu hỏi nữa mà các bạn hỏi mình mà mình rất muốn trả lời ấy. Nhưng mà ở clip này mình không tiện trả lời tất cả à, mình chỉ nói với các bạn là tại sao, lý do tại sao là mình ở bên Hàn Quốc này lâu như vậy mà vẫn hợp pháp. Cũng như là khoảng thời gian vừa rồi là cũng rất lâu mình ra clip là vì sao. Đấy, bởi vì là đây là em bé là được hơn 2 tháng tuổi rồi. Từ cách đây cũng hơn 1 tháng rồi mình không có thời gian để làm clip để gửi các bạn. Cũng do là nguyên nhân em bé là mình phải chăm sóc em bé rất là nhiều và không có thời gian để mình quay clip để gửi đến các bạn. Nhưng mà từ bây giờ thì nếu như mà các bạn mà có một cái những câu hỏi gì về liên quan đến cuộc sống cũng như là công việc, mọi thứ về Hàn Quốc này mình có thể trả lời các bạn, thì các bạn cứ hỏi mình thì mình sẽ gọi là trả lời tất cả những câu hỏi cho các bạn. Đấy, còn một số câu hỏi mà các bạn cũng đã hỏi mình thì mình sẽ xin trả lời các bạn ở clip tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại bạn ở clip tiếp theo nha. Trong Hoan ạ. Trong Hoan ạ, bye bye nào. Bye bye, bye, bye các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.